Hello, xin chào các bạn nhé. Chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Chúc bạn ngày mới thật nhiều vẻ nhé. Hôm nay thì mình sẽ cho quay cho các bạn xem một con diều chính mỹ. Đây là diều chính mỹ phối 3 màu. Thì các bạn thấy cái làm này giống diều của ai các bạn? Chỉ có diều của mình thôi. Diều làm một tầm đẳng cấp. Khung giữa trôi carbon. Ok, diều carbon vàng. Khung này full carbon hết các bạn nhá. Diều này là diều 1m39 gần 40, cứ gọi là 1m4. Diều mình làm cho một ông em ở ngoài Doan gần nhà ông Bình. Các bạn xem mấy video của ông Bình các bạn biết rồi đấy. Này này. Các bạn xem này. Quay lên điều anh. Từ từ. Quay các bạn xem này. Con diều đi lên luôn. Diều này mình mới bán cho anh em từ lúc trưa này. Các bạn nhá, thì giờ mình sẽ nhờ một ông em chủ nhân của con diều này. Không phải chủ nhân mà là có cả em của ông này nữa. Em của giờ em đâm cho anh nhá. Mình sẽ kéo cho các bạn xem con diều này, cho các bạn xem con diều này nhìn nào nhá. Tí nó quay sao không anh? Đấy, em cứ quay đằng đấy nhá. Đấy. Con này dễ lên. Thì hất phát lên luôn, khẳng định các bạn luôn. Bao rồi bao các bạn nhá. Rồi to cỡ nào không chơi được. Khẳng định luôn. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Bây giờ mình bao bao được tầm độ vài giây thôi. Thả dây đi anh, lên luôn đi. Lên luôn. Anh em, tí nữa anh về chỉnh video nha. Đi ra sau, em đang sau em quay từ đằng sau diều nha. Okay. Cách đằng sau diều khoảng 2 mét. Rồi, đứng thế đấy đấy em ạ. Đi chạy ra sau đi chạy em. Chưa. Cực kỳ dễ nên các bạn nhé. Gió bé cũng nên đấy. Gió này tầm khoảng độ gió có bé rồi. Mấy anh em đang quay review 6 diều. Đấy cho các bạn xem này. Ôi lên cao rồi nhá. Trời. Diều mình nằm nó phải khác các bạn nhá. Đây. Chủ nhân cầm đi. Không cầm lên thả đi. Anh nhờ đấy. Có một ông em đang thả con diều này. Đưa đưa. Thả dây đây em. Con này thả dây nó cảm mình phải lấy cảm giác nó rất là dễ luôn các bạn nhé. Thả nên mà giữ yên em không cho nó. Đấy, con gió phát là lên luôn các bạn ơi. Con gió phát là lên luôn. Đấy con này thì anh em đang thả hết dây nè. Còn đấy, đang thả hết dây các bạn nhá. Chụp ảnh gì đâu, đang bay mà. Con này đang bay rất là cao luôn các bạn ơi. Sao pin này tốn pin. Vẫn chơi được. Rồi kéo đi. Kéo đi em. Sao cái này tốn pin anh nhỉ?
Không, nó vậy đấy em ạ. Có 7 đâu có tốn pin đâu em. Vừa nãy nó 8 mấy mà. Nó vậy đấy, anh quay cái này quay phải tầm tiếng rưỡi mới hết pin. Nhìn nó vậy đấy. Đấy ông em mặc áo đại bàng trôi con diều ba màu. Đuôi chính Mỹ. Vip Pro luôn. Chú sao vậy nhỉ? Do thời tiết kiểu như là do thời tiết chơi diều nhiều thì da màu da của em nào cũng giống nhau đấy, kể cả mình cũng thế, cũng không có gì gọi là khác biệt cả các bạn. Đấy. À? Người nghệ nhân à? Quay mấy nghệ nhân đấy. Cho bạn xem con này không phải giật đâu, cứ để yên, nếu mà nó hết gió là nó sẽ tự lơi, em biết ngay. Con này mình sẽ. Cứ để yên mà xem. Con này chiến đêm gió này anh ấy. Đấy. Ở đây mấy thanh niên đang quay diều các bạn. Đây con diều cơ nãy mình quay, con hình như chính Mi bọc thêm cái đuôi chính Mi. Dàn này dàn đầu tiên là mình dàn đầu tiên mình không biết là dàn gì nhưng mình đoán là còi các bạn nhé, đúng là còi. Còn cái này là con là không nghề gì, cái này là gì nhỉ? Giống đoán nào, chuồng loạn hoa cả nàng. Hoa cả nàng à? hoa cả nàng cả xóm luôn. Còn cái này thì bò bê anh em phối giống nhau. Còn đây là hòa đàn. Chuồng chuồng có biết cái gì béo. Chuồng siêu béo với cái mũ. Với cái miệng này mũ cực các bạn nhá. Bóng cái này là chắc là sơn bóng nhiều. Còn cái dàn này nhìn như mình khẳng định là nó là hòa đàn. À không. Đàn. Nhầm. Họ còi. Hoa còi, ok chưa? Còn cái này là chắc là bò rồi. Bò non. Cái bò này bò tầm độ D40. Đúng 40 luôn. Còn đấy này là dàn hòa còi hôm mà đua phát là nít luôn. Nhưng mà nếu mà nó không đít thì nó kêu thì nó cũng tạm tạm các bạn nhé. Đó. Nó là nó vậy nên không phải hết pin đâu. Dựng đây một con diều VinFast hôm nào mình quay đây. Đấy, các bạn thấy góc rộng không? Mềm con diều nhá. Từ từ á, chủ đề chính. Đấy, sau khi thả hết dây xong thì con diều này cuối cùng cũng đã nên ổn đẹp các bạn nhá. Đấy, cầm cho anh. Đang hết gió. Này là đang hết gió các bạn ạ. Đây này. Giờ mình sẽ cuốn thôi các bạn nhá. Hết gió rồi, tầm này là hết gió rồi. Gần như là cờ không bay mấy nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh ủng hộ video của mình. Và các bạn nào muốn mua diều carbon hay là diều cáp quang hãy nhắn tin qua Zalo cho mình, kể cả vải diều hay là những cái phụ kiện gì về diều mình bán hết các bạn nhé. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ kéo con này xuống nhá. Thì anh về anh chỉnh video tối đăng luôn anh nhá. Anh chưa, con này phải 2-3 ngày nữa anh mới đăng được. Anh phải xuất nhiều video mà. Con này nó đảo đảo, các bạn thấy nó giống cái gì không? Giống rất là giống giống dáng diều đại trà các bạn nhá. Kể cả nó có rơi chăng nữa thì nó cũng chỉ rơi ở địa phận cho mình thôi. Trên kia có một con diều của ai sao đúng không? Tít thì dòng xa kìa. Vâng, rất tiện đấy. Con này các bạn thấy giống diều đại trà không? Nó đảo đảo các bạn nhá. Nếu mà mình không muốn nó đảo nữa thì các bạn cứ thả cao lên thì nó sẽ hết đảo. Kiểu như là con này cái tay anh. Bắt tận tay nó dễ không ấy. Nhìn anh à. Môn là duy nhất thôi nhá. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Đấy chỉ là ví dụ thôi chứ còn mình kéo tận tay nó dễ không ấy. Nhìn lại này. Đâm lại cái nữa. Những điều của mình nào thì mình sẽ hất lên này. Mình sẽ hất lên cứ vậy. Được chi thật nhà mình hất lên như vậy các bạn nhá. Đấy, nhìn nó lên rất là cao luôn. Rất là dễ. Cảm giác các bạn bỏ ra giá học sinh tầm khoảng 200-300 nghìn thì nếu mà các bạn không có tiền thì các bạn cứ bao giờ góp được tiền thì các bạn chơi. Vậy không? Mình thì mình cũng không phải là một chuyên gia. Bởi vì mình đã nói rồi, dành ra một vài phút nói các bạn xem để cho các bạn biết là mình cũng không phải là một chuyên gia nên là mình cũng không muốn nói nhiều thời gian nữa đâu. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Bye bye.